Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục. Trong tập trước, Thiên Sứ quân đoàn đã bị đẩy lùi, chỉ cho có như vậy, đại quân thiên đấu thừa thế xông lên. Bọn kia thấy vậy liền đứng ra ngăn cản, đừng hòng qua cầu, bọn chúng dùng ra hồn kỹ thứ 8 là Thiên Sứ Chi Môn, dựng ra một hàng phòng thủ trước mặt mỗi cây cầu, rồi chậm rãi càn quét. Các binh lính sau khi xuyên qua liền bị nghiền nát không chút mảnh giáp. Sau một hồi di chuyển thì bọn họ cũng nhận ra tình thế nên lập tức hô hào mọi người dừng lại. Tuy nhiên, đám người bên kia lại đâu dễ dàng buông tha như vậy. Bọn chúng gia tăng hấp lực, hút đám binh lính vào bên trong. May mà kiếm đấu la xuất thủ phá hủy hồn kỹ của đối thủ, cứu lại một mạng cho quân đội thiên đấu đế quốc. Ông chủ động khiêu khích, muốn xem thử chiêu thức tịnh hóa của bọn chúng có thể chịu nổi kiếm ý của tình khiết hay không. Đáp lại lời kêu gọi này, tên cầm đầu thiên sứ quân đoàn liền động thủ, ngưng tụ ra một thân ảnh khổng lồ cầm thương lao về phía kiếm đấu la. Kiếm đấu la cũng ngưng chiêu chém tan công kích đối thủ. Không để cho bọn chúng có cơ hội phản đòn, ông đã nhanh như chớp xuất thủ, vung thêm nhiều lần kiếm khí nữa nhằm hạ đòn ván tên cầm đầu thiên sứ quân đoàn, đồng thời phá giải hồn kỹ thứ 8 đang cản trở trước mặt. Phía ngoài thành đã phát tín hiệu tấn công, đấy Mộc Bạch cảm thấy không thể tiếp tục như thế này nữa, bọn họ nhất định phải dọn sạch các chướng ngại trước khi đại quân tiến vào Gia Lăng Quan. Tiểu Vũ nghe thấy vậy, liền lấy ra âm khí phật nộ đường liền, cũng chỉ có thể dùng nó mà thôi. Hồ Liệt Na cảm thấy hào quang phát ra từ món đồ trên tay Tiểu Vũ không tầm thường. Nàng ta lập tức yêu cầu thiên sứ quân đoàn màu chóng ngăn cản lại. Bọn chúng nghe lệnh liền tấn công kịch liệt. Đám người đến Mộc Bạch cũng nhanh chóng tạo ra một tầng kết giới để cho Tiểu Vũ có thể thi triển ám khí. Tiểu Vũ lao lên trên, phát động vô địch kim thân rồi ném ra ám khí. Đám người thiên sứ quân đoàn cũng nhanh chóng sử dụng hồn kỹ chân thân định ngăn cản. Còn gia trì thêm lực lượng của thiên sứ tạo ra một hàng phòng thủ vô cùng chắc chắn. Rất nhanh sau đó, phần nộ đường liền cũng khởi động xong. Bùm một cái, vô số phi tiêu được phóng ra. Đây mới chỉ là chiêu mở đầu thôi, vài giây kế tiếp mới là uy lực thực sự. Ám khí tuôn trào ra lực lượng khổng lồ rồi phát nổ. Dư chấn lan tràn ra xung quanh, Hoa Long lẫn Tuyết Băng chứng kiến vụ nổ đó cũng ngỡ ngàng. Tại trung tâm vụ nổ là một đống đổ nát, kiến trúc xung quanh bị phá hủy hoàn toàn. Đám cao thủ của thiên sứ quân đoàn đã biến mất, chắc là theo vụ nổ khủng khiếp đó tan thành mây khói rồi. Không ngờ rằng uy lực của Phật Nộ Đường Liên có thể giết chết nhiều hồn thánh tới như vậy. Ở trên tuyến khác là trận chiến của Đường Tam và Bì Bì Đông. Sau khi nhìn thấu được ý đồ của Bì Bì Đông, Đường Tam liền ném tam so kích phá vỡ bức tượng, sau đó lao lên không trung, sử dụng từ cực ma đồng dò xét. Bên dưới mặt đất còn có một trận pháp, nó không ngừng hấp thu tinh thần lực của Đường Tam. Đường Tam tất nhiên sẽ không để cho nàng ta tiếp tục lợi dụng, hắn nhanh chóng phá tan mặt đất, phá hủy luôn pháp trận khiến Bì Bì Đông bị phản phệ. Tới đây thì tình thế hoàn toàn bị đảo ngược. Hôm nay chỉ cần diệt trừ Bì Bì Đông thì Gia Lăng Quan sẽ như rắn mất đầu. Quân thiên đấu tất có thể tiến quân thần tốc. Bì Bì Đông vô cùng tức giận, nàng hối hận rằng lúc chung kết cuộc thi Học viện Hồn Sư Tinh Anh lại không diệt trừ hắn. Nếu không thì sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nhưng mà cho dù là chết thì nàng cũng sẽ kéo theo tất cả người trong thành chết chung. Đường Tam nhận định, tuy rằng hồn lực và tinh thần lực của Bì Bì Đông có hao tổn, nhưng là một phong hào đấu la đỉnh phòng thì sự phản công trước khi chết sẽ vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, Tiểu Vũ và đám người đến Mộc Bạch còn ở trong thành, điều này khiến cho Đường Tam rơi vào khó xử. Đúng lúc chưa biết nên xử lý như thế nào thì một luồng uy áp đã xuất hiện, cuồng phong nổi lên kịch liệt, kèm theo đó là một giọng nói rền vang. Chỉ riêng lời nói đã có lực trấn nhiếp vô cùng khủng khiếp, chấn bay mọi thứ trước mặt. Nghe giọng nói vừa thốt lên, kiếm đấu la và cốt đấu la liền nhận ra người đó chính là cung phụng của Vũ Hồn Đế Quốc. Thanh âm tuy xa xăm vậy nhưng lại cứng cáp tựa như dòng lũ cuồn cuộn hút vào tâm người. Hắn cảm giác lực lượng người này không dưới Bì Bì Đông vào thời kỳ mạnh nhất. Lẽ nào là thiên đạo lưu? Tuy nhiên sau khi dùng tinh thần lực thăm dò thì lại cảm thấy không đúng. Trong 6 người tới thì không ai có hồn lực cấp 99. Vừa thăm dò đến đây thì tinh thần lực đã bị đánh vỡ. Nhân cơ hội Đường Tam bị choáng váng, Bì Bì Đông liền lao lên tấn công phủ đầu, Đường Tam kịp thời tránh né. Tuy lần này tới đây không có thiên đạo lưu, vậy nhưng thực lực tổng hợp của 6 người bên kia lại vượt xa Bì Bì Đông vào thời kỳ mạnh nhất. Cho nên, nhất định phải giết chết Bì Bì Đông trước khi bọn họ tới đây, nếu không toàn bộ chiến cuộc sẽ đột ngột chuyển biến. Hắn lập tức dùng Lam Ngân Hoàng khống chế Bì Bì Đông. Bồi thêm hồn kỹ thứ hai là ký sinh, Bì Bì Đông định dùng ra từ vòng lĩnh vực vậy nhưng không được. Nguyên nhân gây ra chính là bị chiêu ký sinh đó làm cho tê liệt, chỉ cần trói buộc trong nháy mắt là đủ rồi. Rất nhanh sau đó, hắn nhanh chóng sử dụng kỹ năng hồn cốt thái thản cự viên. Đồng thời kết hợp với thức thứ ba của Hoàng Kim Thập Tam Thức định kết liễu Bì Bì Đông. Tuy nhiên, Bì Bì Đông lại không tỏ ra hoảng sợ mà ngược lại, nàng cười lớn rồi cho biết, Đường Tam vì một lòng cầu chiến thắng nên đã lộ ra sơ hở. Nàng nhanh chóng ngưng tụ chiêu thức, vô số cột sáng từ dưới đất phóng lên. Đường Tam nhanh chóng bỏ chạy, vậy nhưng đáng tiếc là thân thể đã bị chiêu thức khóa chặt. Cho nên nhanh chóng bị ăn đòn, đám người đến Mộc Bạch định lao lên giải cứu.
Hồ Liệt Na và Tào Nguyệt lao sang ngăn cản, chậm rãi hạ xuống thăm dò. Bì Bì Đông liền không quên giải thích, nàng biết hắn đang cho mình lộ ra sơ hở rồi một kích giết chết. Hồn kỹ vừa rồi phóng ra đã khiến nàng ta hao hết tinh thần lực. Đổi lại thì uy lực chiêu thức đó sẽ vô cùng mạnh mẽ, hắn bị đánh trúng chính diện, cho dù hai thần có tự mình hiện thần cũng không cứu nổi hắn. Uy lực được miêu tả mạnh mẽ bao nhiêu thì kết quả lại càng phế bấy nhiêu. Sau khi một đòn ngập mồm, Đường Tam vẫn toàn thấy, hắn cho biết sự vội vàng của mình chính là mồi nhu để dụ nàng ta tung ra một kích toàn lực đó. Xem tới đây lại khiến mình liên tưởng tới các game thủ chuyên đọc não nhau. Lần này may mắn sống sót là vì hắn đã khuếch tán ánh sáng từ chiêu thức của Bì Bì Đồng, khiến uy lực của nó bị phân tán và giảm đi rất nhiều. Bây giờ hồn lực của Bì Bì Đồng đã tiêu hao hết, hồn kỹ bất tử chi thần cũng không sử dụng được nữa. Chiêu thức tiếp theo hắn vung ra, nàng ta sẽ không thể nào tránh thoát. Vừa dứt lời, Đường Tam cũng ngừng chiêu. Đúng lúc chuẩn bị xuất thủ thì Hồ Liệt Na xuất hiện bên cạnh Bì Bì Đồng, không muốn để người đồ đệ này hy sinh oan uổng nên chủ động ném nàng ta đi chỗ khác. Sau đó chủ động đứng ra lấy thân mình chặn đòn. Tam số kích mang theo lực lượng khủng khiếp lao về phía Bì Bì Đồng. Vậy nhưng đúng lúc nguy cấp đó, hai kiện vũ khí đột nhiên lao tới và chạm trực diện với tam số kích, khiến nó bị lệch hướng. Bì Bì Đồng may mắn giữ lại được cái mạng. Hai người vừa xuất thủ ngăn cản là Cung Phụng thứ 7, Hàng Ma Đấu La và Cung Phụng thứ 6, Thiên Quân Đấu La. Sự có mặt của đám người này hoàn toàn phá hủy kế hoạch chủ sát Bì Bì Đồng của Đường Tam và khiến cho mọi thứ càng thêm khó khăn. Và chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Video của mình tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau.